con tới nhà anh, con đứng đó con có thực, nhưng mà anh đuổi, anh lắc tay nói không có cái gì hết, đi đi. Hay là họ nói là chưa bán cái gì cả, chưa mở hàng cái gì, đã bán là cái gì đâu, đã có cái gì đâu cho, thôi đi đi, mình vẫn thấy hạnh phúc. Tại vì con biết mỗi cái miếng ăn đó là Phật dạy nói là như nuốt hòn sắt á, may con không nuốt cái hòn sắt đó, chứ không phải là họ cho. Nhưng mà khi họ cho rồi á, là mình nói là cái hòn sắt, Phật nói ăn cái đồ ăn khất thực này không phải dễ dàng gì, dễ gì ăn được đồ này, muốn ăn được phải có giới luật tu hành, giữ giới mới xứng đáng được, kêu còn người không giữ giới mà ăn rồi mang cái nợ. Nhưng mà mình nói ăn cái đồ này rồi mình cố gắng mình tu hành, mong rằng có công đức thì mình hồi hướng công đức cho họ, mình cũng thấy được hạnh phúc. Nhưng mà khi mà họ không cho mình nói may, mình không phải dùng công năng nhiều, mình cũng không phải hồi hướng công đức nữa, họ cũng chả cần mình nữa, mình thấy được hạnh, cũng được hạnh phúc. Vâng, hello, chào tất cả mọi người. Và tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thầy Minh Tuệ để gửi cho tất cả mọi người. Và hiện nay thì tất cả quý vị khán giả đang trông đợi những thông tin mới nhất về thầy Minh Tuệ là buổi sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8 thì thầy có đi khất thực hay không. Đó, thì cái video này cũng để cập nhật những thông tin mới nhất và gửi đến tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì cái khu vực mà xóm ở trạm điện ấy, mà trong những video em đã quay cho tất cả mọi người xem là ngày hôm qua là có đi cũng phát quà từ thiện ấy, thì hôm nay thầy Minh Tuệ không có đi đường đó. Và ngày hôm nay thì thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục đi trên cái con đường mà ra khu vực nghĩa trang đó. Và hôm nay thì cái căn nhà đó là cái căn nhà cuối cùng của khu vực bên đường bên đó, bởi vì là nếu như mà hôm nay mà thầy vẫn đi ở cái con đường mà bên nghĩa trang ấy, thì ở đấy thì chỉ có vài nhà thôi, như tất cả mọi người cũng đã biết mà, ở khu vực nghĩa trang ấy chỉ có vài nhà. Còn hai ngày hôm nay thì bà con ở khu vực bên dưới đó cũng buồn. Hôm nay thì em có liên hệ với một chị bán trà đá ở ngay cái khu vực mà trạm điện ấy, thì chị có nói là hai ngày hôm nay là ở khu vực đó là người dân là không gặp được thầy. Bởi vì sao? Bởi vì là thầy đi khất thực hai hôm liền ở trên cái con đường mà ra khu vực nghĩa trang. Và cũng để chia sẻ với tất cả mọi người luôn là nếu như sáng nay á, mà ai mà ở khu vực nghĩa trang ấy mà có nghĩa là nhìn tinh ý á, sẽ nhìn thấy thầy đấy. Bởi vì sáng nay thầy đi cái khu vực mà ở bên khu vực nghĩa trang, chứ không có đi cái con đường mà bên trạm điện nữa. Đó, mọi người thấy rằng là ở đây á, trong những cái thông tin em cập nhật tất cả mọi người biết, thì để cho mọi người hiểu được rằng là bây giờ thầy đang khất thực ở đâu. Mà hôm nay thầy đi khất thực có 2-3 nhà, và đi theo cái bên mà nghĩa trang á thì chỉ có vài nhà thôi. Còn ở cái đường đó thì toàn là công ty thôi, chứ không có nhà dân nhiều, chỉ có vài nhà. Thì hôm nay thầy đã đi ở bên đấy là 2 ngày liên tục rồi. Thì mọi người biết rồi đấy, thì ngày mai là thầy chắc chắn rằng là sẽ quay trở lại hướng trạm điện. Đó, hôm nay em có liên hệ với một chị mà bán trà đá ở cái khu vực mà trạm điện, nơi mà thầy đi khất thực của mấy ngày trước ấy. Thì chị có nói rằng là sáng nay người dân thì vẫn như mọi ngày thôi, đợi đến tầm 6:20, 6:30 rồi, nhưng mà người dân vẫn chưa thấy thầy đâu. Thế là nhiều người cũng cảm thấy là lo lắng, nên là em lên cái video này để thông báo với tất cả mọi người là mọi người mà ở khu vực đó thì cũng không có nên lo lắng đâu. Bởi vì là thầy đi khất thực ở đây là thầy có hôm thì thầy đi hướng dưới, nhưng mà có hôm thầy đi đường trên. Nhưng mà ngày hôm nay thì là 2 ngày liên tục rồi thầy đi đường trên, thì có thể là ngày mai mọi người sẽ được gặp thầy đó. Bởi vì là cũng thầy cũng đâu có nói trước là hôm nay thầy đi hướng nào đâu. Đó, mấy ngày trước mọi người thấy rằng là 4 ngày thầy đi liên tục vào một con hẻm, thì người dân ở đấy cảm thấy rất là vui mừng. Từ những cái hôm mà em nói mọi người là thầy đi vô con hẻm để băng lên cái đường về cốc của thầy Năm ấy, và sau đó thì có nhặt một cái miếng vải rách mà của chị kia đã dùng trong thùng rác ấy. Đó, thì ngày hôm nay thì người dân cũng vẫn đứng đợi ở đó từ sáng, và cũng đã chuẩn bị những cái đồ cơm chay, có mấy chị cũng đã nấu cơm, rồi là cũng đi mua thêm đồ ăn chay á, để nếu như mà thầy có đi xuống ở khu vực đó thì cũng sẽ mong để cúng dường cho thầy. Đó, và cũng để chia sẻ thêm cho mọi người một cái thông tin mới, có nghĩa là ngày hôm qua thì có rất nhiều quý vị khán giả cũng được xem một cái video mà có Mạnh Thường Quân đã về gieo duyên để hỗ trợ bà con ở khu vực mà Nha Trang ấy, đó khu vực mà Vĩnh Phương ấy. Thì em cũng có liên hệ với mấy cô bán trà đá, thì mấy cô nói là ở đấy là có hơn 100 hộ đấy, chứ không phải là ở đấy là có 90 hộ đâu, không phải là có 91 hộ đâu. Nhưng mà do ấy là người dân ở đó là những cái nhà nào mà họ có điều kiện, mà họ cảm thấy đủ rồi ấy, họ không có nhận nữa, họ nhường lại cho bà con khác. Đó, có nghĩa là rất nhiều hộ là họ cũng
nhường lại cho bà con khác, nên là ở đây là mới còn có 90 mấy hộ. Bởi vì cái anh mà đi phát quà từ thiện ấy, đó thì anh cũng đi từng nhà luôn. Đó thì anh có nói rằng là ở đây là có mấy hộ, mấy nhà cô chú ấy thì không có nhận, và nhường lại cho những người khó khăn hơn. Thì đấy lại là cái điều tuyệt vời nữa. Giống như kiểu là người ta vẫn có câu là lá lành đùm lá rách ấy. Đó thì những cái người là họ có cái điều kiện hơn ấy thì họ lại nhường lại cho bà con nào mà khó khăn. Nên là hôm qua là chỉ có 91 hộ, 91 phần quà là được trao, cũng như là để cho mọi người biết rằng là nếu như mà ít người thì cái phần quà nó sẽ nhiều hơn, còn khi mà nhiều người quá thì phần quà nó sẽ chia ra. Có thể nếu như mà tầm 200-300 hộ thì cái phần quà nó chỉ là tầm 5 ký gạo đó chẳng hạn, nhưng mà ở đây là có 91 hộ thì được 10 ký, thì em đoán như vậy thôi. Nhưng mà cũng gọi là rất là tuyệt vời khi mà bà con ở đó thì cũng có biết san sẻ, cũng biết là những người nào mà gia đình có điều kiện một chút ấy thì sẽ không nhận và nhường lại cái phần quà đó cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Thì đấy cũng là những cái điều mà em nói mọi người là rất là trân quý. Bà con ở khu vực đó mà đã gọi là cúng dường cho thầy, là chuẩn bị là mong muốn có thể là được gặp thầy á. Và có mấy chị hôm nay cũng nói với em, nói bảo là Hoàng Sáu ơi, chị đợi 2 hôm rồi, 2 hôm không thấy thầy rồi, các chị cũng cảm thấy hơi buồn. Thì em hỏi tất cả mọi người là trong cái thời gian là 4-5 ngày trước ấy, thì người dân là lúc nào cũng gặp hết á. Người dân là đứng ở hai bên đường ấy, là cái khu mà trạm điện mà hôm qua mà đi phát quà từ thiện ấy, đó cái khu vực đó đó, thì thầy hay đi xuống cái con đường đó. Nhưng mà 2 hôm nay rồi thầy không có đi hướng đó nữa, mà thầy đi thẳng ra cái hướng mà ngày hôm qua. Có nghĩa là thầy đi một con đường nào ấy thì sẽ đi liên tục 2-3 lần, 2-3 ngày liên tục. Đó nên là người dân ngày hôm qua không gặp được thầy rồi thì cũng cảm thấy là hơi lo rồi, cũng gọi cho em rồi, bảo là chị hôm nay không thấy thầy Hoàng Sáu ơi, rồi là nghe là thầy đi đường trên, xong rồi hôm nay lại tiếp tục như vậy nữa mọi người ạ. Có nghĩa là người dân ở bên đường dưới ấy, thì hôm nay không gặp được thầy. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là cũng có cái gì đó gọi là gọi là có duyên ấy. Bởi vì thầy đi 2-3 hôm ở cái con đường dưới rồi, sau đó thầy lại đi 2-3 hôm ở đường trên, thì có nghĩa là mấy ngày trước mà ở bà con ở cái đường dưới vui thì ở bên trên này lại không vui. Đó thì bây giờ thầy đi giao duyên ở cái nhà mà khu vực mà Giang Nghĩa Trang rồi á, thì có thể là ngày mai thầy sẽ quay trở lại cái hướng chạm điện, nên là bà con mà ở bên dưới đó thì chắc là cũng không phải buồn nữa. Đó thì bà con ở đó vẫn còn may mắn hơn nhiều nơi khác. Có nghĩa là nhiều nơi thì chỉ mong nhìn thấy hình ảnh thầy thôi, còn người dân ở đó nhìn thấy thầy trực tiếp cơ. Đó mọi người thấy rằng là ở đây là những cái thông tin chính xác nhất là bây giờ thầy cũng vẫn đang ở Vĩnh Phương, Nha Trang ấy, nhưng mà nhiều cô chú ở đây là cũng nghe thông tin ở đâu á, rồi nói là thầy đi về Gia Lai rồi, hay là thầy đi đâu đó là mọi người lo. Thế là mọi người bảo là hôm nay không thấy thầy á, mọi người cũng lo, nhưng mà cũng để cập nhật cho tất cả mọi người được yên tâm là ngày hôm nay thì thầy vẫn đi khất thực mọi người nhá. Mỗi buổi sáng ấy thì thầy đều đi khất thực hết á, chứ không phải là ở đây là chỉ có ở trên cốc của thầy Năm đâu. Đó mọi người thấy rằng là sáng thì em cũng đã cập nhật một cái thông tin rồi, nhưng mà bà con vẫn nói rằng là cũng vẫn muốn để có thể là nghe những cái thông tin mới nhất, hôm nay có gì đặc biệt không. Đó hôm nay thì không có gì đặc biệt cả mọi người ạ. Thầy chỉ đi khất thực giống như mọi ngày, và thầy đi khất thực 2-3 nhà ở cái hướng mà đi ra Nghĩa Trang, và sau đó thầy đã quay trở lên. Thầy đã quay lên nhưng mà bà con ở bên dưới này á, bà con ở bên dưới này còn chưa tin là thầy quay lên đâu, vẫn có nghĩa là vẫn như kiểu là tiếc nuối một cái gì đó mà đứng đợi. Mọi người có cảm nhận được cái kiểu mà thầy đã đi lên rồi, nhưng mà mấy người dân ở khu vực trên ấy thì cũng có gọi cho bên dưới này, thì cũng bảo là thầy đi lên rồi, nhưng mà người dân ở bên dưới này không tin. Có nghĩa là người dân họ vẫn nghĩ rằng là thầy vẫn đi khất thực ấy, nên là người dân ở đây họ vẫn đợi. Để em cũng để cập nhật cho tất cả mọi người biết là khi mà đến cái khu vực Vĩnh Phương đó, gọi là Như Xuân ấy, Như Xuân đó, là bà con ở đó thì đều buổi sáng là 4-5 giờ đã dậy rồi, mọi người dậy sớm lắm. Nói chung là tất cả mọi người thì đều mong muốn là có thể là được nhìn thấy thầy, bởi vì là như em đã từng nói với tất cả mọi người rồi, có những người nhìn thấy tận mắt ấy là 7-8 ngày nay rồi, nhưng mà người ta vẫn không chán, người ta vẫn cảm thấy rằng là ngày nào cũng mong muốn là sẽ được nhìn thấy thầy, thấy hình ảnh của thầy, và được mong muốn rằng là có thể là được cúng dường cho thầy hay là đảnh lễ thầy á. Như tất cả mọi người cũng được nghe thì có bà con thì cũng đã chuẩn bị từ những cái áo rách, từ những cái quần áo cũ, và cho vào một cái bọc ni lông và để một cái bọc thật to ở ngay trước cửa nhà ấy đó, rồi để ở theo cái thùng rác ven đường ấy. Vẫn có vải mới, vẫn có vải cũ nhá. Rồi có người còn nói là một cái miếng vải to thì có thể thấy không nhận, nhưng mà mọi người sẽ cắt ra 4-5 miếng, xong rồi là nhét vô trong cái đồ cũ ấy, thì có thể là thầy bước qua thầy nhặt cái miếng vải cũ, thầy có đi thấy miếng vải đó thầy nhặt luôn. Nhưng mà em nghĩ là thầy hầu như là thầy sẽ nhìn ra hết, giống như hôm bữa mọi người thấy không, bao nhiêu những miếng vải mới xanh đỏ đủ màu mà thầy lại không nhặt, mà thầy lại nhặt một cái miếng vải mà đã rách và nhặt ở trong cái sọt rác đó. Thì bây giờ là mọi người mới biết được cái điều đó, nên là từ hôm đó trở đi là mọi người mới biết là bây giờ thầy không có dùng miếng vải mới đâu,
nhặt miếng vải cũ, nên là mọi người cũng bảo là bây giờ chắc là phải lấy cái đồ cũ ở trong nhà ấy, xong rồi bỏ sập rác để có thể là thầy lụng. Mọi người thấy không? Với là bà con ở đây thì tất cả mọi người ấy thì đều mong muốn những cái điều tốt đẹp đến với thầy, vẫn mong muốn rằng là thầy sẽ đi bộ hành, thầy đi khất thực để người dân được gặp. Nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là bây giờ người lạ tìm về không gặp được thầy đâu. Đó, bây giờ mọi người biết rằng là ở khu vực suối Ngổ đó thì bà con lạ thì đâu có thể nào vô được, nên là cũng khuyên tất cả mọi người là xem qua điện thoại thôi. Ngày nào em cũng thông tin mà, em thì ngày nào cũng biết mấy chị bán trà đá rồi đi long nhong ở trong đó thì mấy chị cũng biết, gọi là đi qua nhà chị biết à. Mấy chị nói bảo là ngày nào cũng thế, thấy thầy đi qua là mừng lắm. Mà 2-3 hôm nay thì xóm trên thì được gặp, nhưng mà xóm dưới là không gặp ấy. Có mấy chị ở xóm dưới bảo là 2 hôm nay không gặp rồi, bởi vì thầy đi xóm trên. Đó, còn 4 ngày thầy đi xóm dưới thì mọi người biết rằng là ở xóm dưới thì đông hơn. Cái đường mà đi ra trạm điện thì nó rất là đông dân. Có thể là mọi người biết rằng là thầy đã đi đến cái khu vực ngã ba mà cách phải tầm gần 100m mới đến trạm điện. Thì mọi người thử nghĩ coi, mà đằng sau cái trạm điện đó cũng còn rất là nhiều nhà. Đó, làm sao mà mọi người thử nghĩ coi, làm sao mà đi trong vài ngày mà hết được. Đó, thì 2 ngày thầy đi cái hướng mà ra Nghĩa Trang rồi, và cũng đi cái nhà cuối cùng rồi. Nghe đâu hôm nay chị kia nói bảo là cái nhà chị đó đấy thì là cái nhà cuối cùng. Bởi vì bên cạnh nhà chị đó mà hướng ra đường ấy thì là công ty không à, không có nhà dân nữa. Mà cái nhà đó là nhà cuối cùng của cái con đường đó. Thì thầy đi 2 ngày có mấy nhà thì hết rồi. Không biết là thầy đi hôm nay nữa là cho lo cho nó hết cái nhà khu vực đó rồi, và sau đó thầy sẽ chuyển hướng qua cái bên mà chạm điện. Đó, thì lúc đó mà người dân có thể là lúc đấy sẽ được gặp thầy. Thì đấy là một cái điểm rất là vui. Và cũng để chia sẻ với mọi người là nếu mà có cô chú nào hôm nay á mà đứng ở bên ngoài đường mà khu vực mà Nghĩa Trang ấy, có thể chỉ nhìn thấy á. Bởi vì hôm nay thầy đi ra cái ngôi nhà ngoài cùng mà, nhưng mà nó cũng ngoằn ngoèo lắm mọi người ạ. Mọi người nhìn vô thì chỉ thấy cái khúc mà cua cua thôi, chứ còn khó để mà nhìn lắm. Có nghĩa là cầm cái điện thoại mà zoom gần lại thì cũng may ra là mới có thể thấy, còn không là không thấy. Bởi vì là thầy đi cái hướng đó thì đâu có nhiều nhà đâu, có vài nhà ở con đường đó, rồi là thầy đi khất thực có 2-3 nhà ấy, sau đó thầy quay lên luôn. Nếu mà thầy đi cái con đường đó thì thầy chỉ đi tầm độ 10 phút à. Bởi vì từ cấp của thầy năm đi xuống cái chỗ đó gần chín ngà, cách chắc không được cây số đâu. Đó, xong rồi xuống đó, xong rồi đi một vòng, xong rồi thầy bước lên. Nhưng mà vẫn có người dân ở bên trên đấy để gặp mọi người ạ. Bởi vì em cũng có biết được mấy chị bán trà đá ở khu vực phía trên, thì mấy chị nói rằng là thầy vẫn cười tươi lắm. Nói chung là không có cái điều gì mà xảy ra làm cho thầy phải ưu phiền, phải buồn cả. Bởi vì sao mọi người? An ninh ấy thì thắt chặt, và thầy thích đi con đường là thầy đi. Có nghĩa là ở trong cái xóm đó thì không nhất thiết là thầy phải đi rẽ phải, không nhất thiết thầy phải rẽ trái, không có như mọi người tin đồn, mọi người bảo là ở trong đó thầy phải đi hướng này phải đi hướng kia, không có đâu mọi người ạ. Ở trong đó thì ví dụ như là hôm nay mà đi ra hướng Nghĩa Trang thì ngày mai thì thầy có thể vẫn đi ra hướng Nghĩa Trang, chứ không nhất thiết là phải đi ra hướng nào. Bởi vì là thầy, cái mong muốn của thầy là thầy đi, cái hạnh của thầy á là đi khất thực từng nhà, chứ không phải là đi theo cái chỉ đạo của ai cả. Nên là có rất nhiều thế lực xấu xuyên tạc chống phá, họ đã lợi dụng vào những cái hình ảnh đó để họ nói xấu. Nhưng mà em cũng muốn khẳng định với tất cả mọi người là thầy ở trong đó là hoàn toàn tự do, thầy đi cái hướng nào thầy đi, không có như mọi người đồn đâu. Bởi vì mọi người ở ngoài đâu có hiểu được, rồi nhiều người ở ngoài còn không biết được qua cái chốt đó thì làm sao biết được tình hình ở bên trong, đúng không? Có nhiều bạn em nói tất cả mọi người luôn cập nhật thông tin ấy, còn chưa biết được cái chốt đó thì lấy đâu ra biết thông tin ở bên trong đó. Thì em cũng là cái người như bình thường như mọi người thôi, nhưng mà em may mắn ở một chỗ là cái người dân ở trong đó ấy, họ lại liên hệ với mình để họ nói cho mình biết là cái tình hình ở trong đó nó cực kỳ an toàn luôn. Có nghĩa là thầy bước đi khất thực, thầy đi khất thực ở buổi sáng ấy là có mấy chục người luôn, chứ không phải là đơn giản mọi người nghĩ rằng là ai có hại thầy là được đâu, không có đâu. Em nói tất cả mọi người an toàn là tuyệt đối, không bao giờ có ai tiếp cận được hết á. Rồi tất cả người dân ấy thì họ đều đứng ở ven đường, và họ đứng ở đây là có nghĩa là có ý thức, tất cả người dân có ý thức, và tất cả mọi người cũng muốn cái điều tốt đẹp đến với thầy, nên là không có chuyện mà chen lấn hay là xô đẩy gì hết á. Đó, hai bên đường thì bà con đều đứng ở hai bên đường, mà thầy đi hướng nào người dân cũng không có chạy theo. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Bởi vì mọi người biết rằng là cái thông tin mới nhất ngày hôm trước ấy, thì thầy có đi vào một cái con hẻm ở trạm điện đấy, thì đi khất thực ở đây là 2-3 nhà, và sau đó thầy đã đi 4 ngày ở một con hẻm đó. Và đến tận ngày hôm nay thì thầy lại đi 2 lần, và đã đi lên theo hướng mà đi ra ngoài Nghĩa Trang 2 ngày. Thì em nói với tất cả mọi người là 2 ngày mà đi ra theo hướng Nghĩa Trang thì có thể là ở đấy đã hết nhà rồi. Hôm nay cũng đi cái nhà cuối cùng rồi, thì ngày mai thì sẽ quay trở lại cái hướng trạm điện, thì bà con ở đó thì tiếp tục sẽ được gặp thầy. Em đây cũng là một cái thông tin mà vui để đến với tất cả mọi người dân ở đó, chứ không là nhiều người lại bảo là hôm nay không có thấy thầy đâu hết, là không biết thầy đi hướng nào rồi. Đó, thì bởi vì em đã nói tất cả mọi người rồi, là tất cả bà con ở trong và ngoài nước ý, thì đều mong muốn cái thông tin về thầy. Thứ nhất là thông tin chính xác là thầy đang ở đâu,
còn thầy có đi khất thực không, rồi là thầy đi khất thực mấy nhà và hôm nay thầy đi hướng nào, bởi vì ở trong cái khu vực mà chạm điện đó thì mọi người đâu thể nào biết được, đúng không? Nếu như mà em không có người dân ở trong đó thì làm sao biết được là thầy đi hướng nào, bởi vì cái khu vực mà mọi người thấy á, cái khu vực mà ngay chạm điện đó để mà đi ra ngoài đường lộ nó cũng xa, đâu có gần đâu, nên là người dân mà để mà gặp thì nó cũng khó lắm, khó để mà gặp lắm, hay là thấy cũng không được. Có rất nhiều mạnh thường quân luôn mọi người ạ, cũng muốn đi vô trong đó để gọi là đảnh lễ thầy, gặp thầy, nhưng mà đâu có thể nào mà đi vô trong được. Đó, chỉ đi đến cái chốt kia là quay ra rồi. Bởi vì mọi người biết rằng là không phải là riêng bà con ở trong đó là cảm thấy muốn gặp thầy đâu, mà người dân khắp trong cả nước luôn là ai cũng thế, cũng mong muốn là sẽ được nhìn thấy thầy, là vô trong đảnh lễ thầy, nhưng mà không có vô được. Nên là mọi người, để cho mọi người biết rằng là cái tình hình an ninh trật tự ấy thì đảm bảo 100%, đảm bảo với mọi người là không có ai mà đi vô bên trong có được đâu. Đó, không bao giờ có chuyện người lạ đi vô trong có được. Đó, đây là để cho mọi người yên tâm. Và ở cái khu vực mà thầy đi khất thực ấy thì cũng có chốt chặn an ninh. Và lên cái cấp của thầy năm ấy thì mọi người biết rằng là ở đây đâu phải ai cũng lên được. Nên là bà con mà còn là muốn gặp thầy và đến Nha Trang thì đừng có đến, mất công. Bởi đến có gặp được đâu. Mọi người đến đó xong mọi người lại quay về à. Thà như mọi người cứ lên trên mạng để xem thông tin em cập nhật hàng ngày mà, đúng không? Ngày nào thầy đi khất thực ở hướng nào, thầy đi khất thực ở bên nào, và thầy hôm nay khất thực mấy nhà, và thầy như thế nào thì em cập nhật cho mọi người xem hàng ngày mà. Đó, hôm nay nhìn thầy vẫn tươi cười, thầy đi, nhưng mà thầy đi hôm nay thầy đi ít, thầy đi ngắn lắm, bởi vì cái con đường đó đâu có dài đâu. Thầy đi chỉ có 2-3 nhà xong rồi là quay lên, mà cái hướng mà Nghĩa Trang thì nó gần, nó đâu phải như cái hướng chạm điện. Nếu như mà đi cái đường mà chạm điện ấy thì thầy còn đi một cái khoảng thời gian tầm độ hơn 10 phút nữa. Bởi vì cái con đường đấy là dài mà người dân sẽ gặp được thầy nhiều hơn. Còn cái khu vực mà ngã ba kia lên mà người thấy có 5-6 nhà thì làm sao mà người dân thấy nhiều được? Chỉ có những người nào mà có bà con ở trên khu vực đường trên đó thì mới thấy thôi. Nên là cũng để chia sẻ với tất cả mọi người rằng là hiện nay á thì thông tin về thầy á, nó cũng gọi là hạn chế. Nên là quý vị khán giả cũng đừng có đòi hỏi là phải có hình ảnh, phải có video. Bởi vì thông tin được cập nhật đã là mừng lắm rồi. Là mọi người biết được chính xác, mọi người biết được chính xác là thầy đi hướng nào. Đấy là cái niềm vui rồi. Nên là có nhiều người bảo em bảo là phải có hình ảnh, phải có video về thầy thì mọi người biết rồi. Tình hình an ninh thắt chặt, không có ai mà quay chụp được trong đấy cả. Tất cả camera thì cũng được gọi là cũng được che lại hết. Và hầu như họ làm như vậy để làm gì mọi người? Để đảm bảo an toàn, là có nghĩa là không có lộ lọt cái hình ảnh của thầy ra bên ngoài thì người dân sẽ không tìm về, và đối tượng xấu sẽ không thể nào lợi dụng vào những hình ảnh lộ lọt đó để mà chống phá, để mà xuyên tạc, để mà kích động. Nên là mọi người thấy rằng là ở đây là không có hình ảnh nào thì bọn họ đâu có khi họ đâu có thể nào có cái lý do gì đó để mà có những cái lời lẽ hoặc là xúc phạm hay xuyên tạc gì đó, đúng không? Chỉ có cập nhật thôi. Cập nhật thì mọi người biết rồi, đâu phải ai cũng nhìn thấy. Có rất nhiều bà con ấy cũng có nói ấy, rằng là bây giờ thầy ở bên trong đó an toàn rồi thì bây giờ cứ để thầy ở trong đó ẩn tu đi, và sau khi mà cái thời gian ở đây là gọi là giống như kiểu là thầy an cư một kiết hạ một thời gian ấy, rồi sau đó thầy sẽ tiếp tục lại đi khất thực, lại đi bộ hành chẳng hạn, thì lúc đấy người dân sẽ gặp. Mà em cũng nói với tất cả mọi người là cũng bây giờ thì cũng vẫn đang ở khu vực Nha Trang đó là rất an toàn, bởi vì ở Nha Trang đó thì mọi người thấy rằng là an ninh thắt chặt, người dân thì cũng không có vô được người lạ, không có tiếp cận được, thông tin không có tuồn ra bên ngoài được, thì thầy an toàn. Thầy an toàn cả về thông tin, an toàn cả về cái vấn đề là về tình hình thực tế nữa. Bởi vì người dân họ muốn gặp thầy đâu gặp ở đâu, đúng không? Đứng ở bên ngoài không à. Mà khi mà em nói tất cả người thầy đi khất thực xong, thầy quay lên luôn thì người dân cũng đứng ở bên dưới, đâu có lên được. Đó, nên là để cho mọi người biết rằng là cái tình hình hiện tại ở Vĩnh Phương là vô cùng tuyệt vời. Người dân ý thức và đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo 100%. Nên là không có cái điều gì xảy ra cả. Bà con chưa gặp được hai hôm nay á là do thầy đi hướng trên nhá. Ngày mai thì có thể là mọi người đứng ở hướng dưới sẽ rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì hai ngày không gặp thầy rồi, mà cái đường trên thầy đi hết nhà rồi, thì mai thầy phải đi xuống dưới thôi. Đó, thầy đi hướng dưới thì ngày mai thầy sẽ đi khất thực, chắc có thể là gặp thầy là mọi người sẽ đi, thầy sẽ đi 2-3 nhà. Rồi người dân sẽ có cơ hội là để ở những cái túi đồ ăn đấy mọi người. Sáng ngày hôm nay á thì mấy chị cũng nói với em là 6:30 rồi và mấy chị vẫn cầm những cái bịch trái cây, cầm cả trái sầu riêng, rồi cầm cả những cái trái cái bịch trái cây to ấy. Đó, có nghĩa là mọi người chia ra, người thì cầm xôi, người thì cầm cơm chay, người thì cầm trái cây, người cầm nước suối. Có nghĩa là họ, tất cả bọn họ đều có một cái mong muốn là sẽ có thể là cúng dường cho thầy được một cái điều gì đó. Có nghĩa là ví dụ như là hôm nay nếu mà gặp ấy mà cũng dường được một chai nước suối hay là một hộp cơm hay là cuộn chỉ kim hay cái gì đó thì đấy là một cái điều rất là vui. Bởi vì em nói tất cả mọi người này, người dân ấy thì ai cũng mong muốn cái điều tốt đẹp đấy với thầy. Cái là họ cũng mong muốn rằng là thầy sẽ có thức ăn đầy đủ. Và nhất là cái chị này, chị có nói này là ngày nào khi thầy quay lên chị cũng phải nhìn xem trong cái bình bát của thầy có đồ ăn đầy chưa. Đó,
mà chị bảo là ngày nào lên cũng thấy thầy là có đầy đủ, có nghĩa là người dân ấy là họ cũng lo cho thầy lắm, họ lo cho thầy từng cái miếng ăn luôn, họ lo là sợ thầy đói, họ lo là thầy không đi khất thực được, và họ lo là thầy đi vô cái nhà đó mà cái nhà đó lại không biết được thầy vô để mà chuẩn bị cơm chay. Nên là người dân họ mới nói là ngày nào ở khu này ấy, họ cũng nấu cơm, bởi vì họ nấu cơm ấy là nếu như mà ví dụ như mà thầy có ghé vô tình ấy thì họ cũng có cái cơm đó để mà đưa cho thầy đó. Rồi là mọi người biết không, khi mà người dân ấy họ nói rằng là họ nấu cơm như vậy, họ đi chợ như vậy, chuẩn bị như vậy, họ cảm thấy vui lắm, bởi vì họ nói rằng là nếu như mà thầy không có đủ duyên để đến để mà người ta cúng dường ấy thì người ta sẽ để đồ đó cho gia đình đó. Có nghĩa là ở đây là tất cả mọi người dân đó họ đều mong muốn sẽ giúp được một cái điều gì đó, có nghĩa là họ có thể là họ cúng dường cho thầy một cái chai nước thôi, hay là một hộp xôi thôi, hay là một cái bịch trái cây thôi, là họ cảm thấy rất là vui. Và em tin chắc cái điều này thì cũng đến với tất cả mọi người, đúng không? Tất cả bà con cũng đều mong muốn cái điều này, có nghĩa là gặp được ấy thì mình có thể là mình cúng dường một hai chai nước suối, hay là mình cúng dường một hộp cơm, hay là một cái điều gì đó rất là nhỏ nhoi nhưng mà cảm thấy rất là vui. Nhưng mà bà con hôm nay thì không có gặp được, bởi vì là thầy chuyển hướng trên thì hai ngày liên tục rồi. Thì nếu như mà ngày mai thầy đi hướng nào đó thì em cũng sẽ để tiếp tục cập nhật đến tất cả bà con để cho bà con yên tâm. Bởi vì em cũng chỉ muốn như thế này này, là những cái thông tin về thầy á thì để cho mọi người biết ý, là thứ nhất là để cái đối tượng xấu họ sẽ không lợi dụng vào những cái thông tin là mập mờ, thông tin không có để cho mọi người là xuyên tạc rồi nói xấu. Thì em cũng chỉ muốn đính chính với tất cả mọi người là thầy bây giờ đang rất mạnh khỏe, thầy rất bình an và thầy cười rất tươi mỗi khi thầy đi khất thực, và tất cả mọi người dân đều cảm nhận được điều đó. Bởi vì khi mà thầy đi xuống ấy là không phải thầy đi thẳng vào cái nhà ở đâu, mà thầy sẽ đứng ở bên ngoài rất lâu, thầy đứng thầy nhìn tất cả bà con, thầy cười, thầy nhìn và sau đó thầy mới bước vô đó, thầy nhìn sau đó thầy mới bước vô. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà thầy đi khất thực ở từng nhà. Cái hạnh của thầy là thầy đi khất thực từng nhà mà, chứ không phải là thầy chỉ có gọi là ngồi ở một chỗ thôi bà con đem đi cúng dường đâu mọi người ạ. Thầy đi khất thực từng nhà, đấy là cái hạnh của thầy. Và ngày hôm nay thì thầy đi 2-3 nhà, thì ngày mai thầy lại đi nữa thì bà con cũng sẽ tiếp tục lại có cơ hội thôi. Nhưng mà em nói tất cả mọi người rồi, trong tâm của mình ấy, mình thành tâm là mình cúng dường cho thầy, thì em nghĩ rằng là 1-2 ngày mà cái tâm của mình vẫn còn cao như vậy thì em nghĩ là ngày thứ 3 có thể là mọi người sẽ được gặp thầy, cúng dường cho thầy đấy, đúng không? Bởi vì 2 hôm thầy đi hướng trên thì có 2-3 nhà thôi. Thì em nghĩ rằng là ở hướng trên mà nó có ít nhà như thế thì nó sẽ không được đầy đủ như ở hướng dưới đâu. Bởi vì khi mà ở hướng dưới á, bà con thấy cái nồi cơm của thầy á mà còn ít ý, thì bà con cũng sẽ chạy lại hay là đến để đảnh lễ thầy á, thì chúng ta sẽ đưa thêm một là có thể là nước suối, hai là có thể là sẽ trái cây, thứ ba là có thể là thêm cơm, thêm xôi, thêm chè, thêm gì đó, cái đồ chay á, đó thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà thầy đi cái đường bên trên thì chỉ có 4-5 nhà thôi, đâu có nhiều nhà đâu, nên là thầy đi có 4-5 nhà thì quay lên luôn thì đâu có thể nào mà thầy sẽ cúng dường cho tất cả bà con được. Bà con đâu có thể cúng dường cho thầy được, mà thầy cũng không gặp được nhiều bà con nữa đó. Nhưng mà đấy là cái con đường mà thầy đã chọn, bởi vì là thầy đến ngã ba đó thì có thể là thầy sẽ rẽ phải hoặc rẽ trái. Nếu mà rẽ trái thì từ các thầy năm xuống ấy thì sẽ ra theo hướng của trạm điện, còn nếu như mà rẽ phải thì đi thẳng ra nghĩa trang, gọi là cái nơi mà nghĩa trang mà em hay từng quay cho mọi người xem ấy. Thì khu vực đấy thì toàn là công ty thôi, mà chỉ có vài ba nhà. Hôm nay thầy đi hết rồi, hôm nay thầy đi 2 ngày là hết cái khu vực đó rồi, không còn đi được nữa đâu. Nên là ngày mai bắt buộc thầy sẽ phải đi xuống hướng trạm điện đó. Nên là ngày mai có thông tin gì đó thì em sẽ lại tiếp tục cập nhật với tất cả mọi người. Nên là quý vị khán giả cứ yên tâm đó, có thông tin gì đó là em sẽ cập nhật ngay, bởi vì là cũng để cho mọi người yên tâm rồi mọi người hiểu được những cái thông tin mới nhất. Bởi vì là hiện nay thì khu vực ở bên ngoài trạm điện, khu vực ở bên ngoài đường lộ ấy, thì người dân cũng đâu có thể nào mà vô quay đâu, người dân chỉ đứng ở bên ngoài không à, không có vô được. Thì đấy cũng là một cái điều tuyệt vời nhất, bởi vì người dân không vô được, người lạ không vô được, có nghĩa là chỉ có người dân ở trong đó thôi thì thầy sẽ được an toàn. Mà bây giờ an ninh thắt chặt như vậy thì em nghĩ rằng là thầy ở đó thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Nên là ngày nào cũng thông tin cho mọi người xem là cũng là tốt đẹp rồi. Rồi em sẽ dừng video ở đây, em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Quý vị khán giả có góp ý gì đó thì có thể là comment bình luận bên dưới video này ủng hộ giúp em. Em sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin nó mới nhất để cung cấp đến tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người, em bây giờ đang ở ngoài đường này mọi người nhá, ngoài đường lộ. Nắng lắm, ở ngoài này trời nắng lắm, nhưng mà vẫn ngồi ở đây để cập nhật thông tin cho tất cả mọi người được xem ấy. Rồi mọi người đợi chờ, mọi người bảo là sao từ sáng giờ mà không thấy Hoàng Sáu cập nhật thông tin gì. Đó, rồi video này em xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này để ủng hộ giúp em nhé. Quý vị khán giả xem ấy thì mọi người cứ bình luận, góp ý bên dưới video ủng hộ em. Em sẽ liên tục có những cái động lực hơn để cập nhật thông tin mới hơn. Đó, ai mà xem đến cái giây phút này rồi thì có thể kết bạn Zalo với Hoàng Sáu TV là 0977 988 226. Nhá, số Zalo hay số điện thoại của em là 0977 988 226. Rồi rất vui khi mà được tất cả quý vị khán giả ủng hộ và xem đến giờ phút này. Rồi chào tất cả mọi người nhé.